Dạ, anh chị ơi, em mời anh chị vào sinh nhật của Chi Nhánh ạ. Ngày hôm nay ta cùng họp hân nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. Thiệt vui nào rồi cũng có lúc tàn. Hôm nay tiệc sinh nhật của Chi Nhánh đến đây là kết thúc ạ. Em cảm ơn anh chị hôm nay đã đến tham gia. Ôi, đồ ăn chả ngon gì cả ấy. Chương trình thì chả có nội dung sinh nhật Chi Nhánh mà như thế này. Than chết đi được. Đâu rồi? Đi. Nó đâu rồi? Hòa đâu? Đây ạ, em đây ạ. Có mỗi cái việc tổ chức sinh nhật cho Chi Nhánh mà cũng làm không xong. Dạ. Mấy hôm trước anh có sang bên Cam ấy, tham dự sinh nhật 10 năm F-Cam ấy, họ làm tốt lắm. Anh chỉ cần em làm được bằng một nửa của họ thôi. Thế mà cũng làm không xong. Dạ. Em xin lỗi ạ. Thật là chán. Đôi khi tinh thần họ bị mất đi, và ngọn lửa nhiệt huyết họ bị mất rồi. Thôi nghỉ mẹ đi, chứ làm hai ba việc mà đâu có lương đâu. Thôi mình nghỉ đi, bỏ đi, để cho người khác làm đi. Khi mà bạn muốn từ bỏ, lý do tại sao bạn lại chọn làm vai trò thủ lĩnh nằm vùng, một khi mà bạn muốn từ bỏ thì bạn hãy đặt tay lên tim của mình, lắng nghe xem bạn đã cảm nhận như thế nào. Có phải là bạn vì làm thủ lĩnh nằm vùng là vì đam mê của bạn hay không? Tại sao bạn lại muốn từ bỏ nó? Bỏ đi, bỏ đi. Thấy có lương gì đâu mà, đâu có lương gì đâu. Mỗi lần mình đi đào tạo hôm nhật cũng còn bắt đỏ 5 ngàn, vẫn còn me là 8 ngàn nữa. Thôi bỏ đi mà. Bạn hãy loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó đi. Bạn có nhớ hôm nay bạn đã hứa như thế nào trước thủ lĩnh phong trào 2020 hay không? Bạn có nhớ 8 lời hứa danh dự của bạn trước toàn thể anh chị em như thế nào hay không? Hãy cố lên, đừng vì những lời phê bình đó mà hãy làm mất đi những nhiệt huyết trong tim của bạn. Hãy lắng nghe tim của mình. Cố lên. Theo tôi. Hãy lắng nghe trái tim của mình. Chúng ta làm vì đam mê, thể hiện tinh thần của bản thân của bạn. Đó là FPT là nơi để bạn tỏa sáng. Cố lên. Chưa lại làm sao mà. Bà ơi, ra nhờ một chút. Ừ. Anh có nghe thấy bên Phan đang tổ chức cái chương trình Ethel Got Talent ấy. Dạ vâng. Em xem tổ chức một buổi casting ấy, để chọn ra một vài tiết mục dự thi. Anh giao cho em ngọn lửa này. Em truyền cho mọi người để em làm tốt cái công việc này.
về nhá. À, à mà anh bảo này, em nhớ nhá, nhớ lấy về 100 triệu để cuối năm nay tổ chức sinh nhật, à, quyền tổ chức tất niên cho nó vui vẻ nhá. Dạ, rồi, rồi, cố gắng lên nhá. Dạ vâng, em sẽ cố gắng ạ. Anh chị ơi, chúng ta cùng tham gia casting để chọn để tham dự dự thi có thai lần nữa à. Ta là dân nước Nam, bao đời đi dâng hùng mang. Đem đôi sông chân thiên, cho nắng sông mãi mãi thay đời. Nhìn lớp lớp quân chi trường trường, nhìn gấm vóc non sông Việt Trường. Ta quyết đi. Một ngọn lửa hồng gần bên ta, một ngọn lửa hồng sáng rực rỡ, một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy hoa. Ôi cao nguyên em thương ai thương ai. Cho cả vẫy tay cho phần kết tinh này đi ạ. Một ngọn lửa hồng phủ bao la, ngọn lửa tìm về với cội nguồn, ngọn lửa bồi hồi cháy hoa. Ôi cao nguyên những chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa bập bùng. Vâng, thưa các bạn, thưa quý vị, ngọn lửa nhiệt huyết đôi khi nó lại mất đi, không phải niềm mất đi luôn, mà chúng ta phải biết cách để tìm lại ngọn lửa. Và ở ngay chỗ FPT thời điểm này, chúng ta đã thắp lại ngọn lửa và ngọn lửa nhiệt huyết lại cháy tiếp. Đó cũng là phần trình bày của đội hỏa. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Lại ngọn lửa.